Vâng, xin chào tất cả bạn, chào mừng tất cả bạn đến với kênh của Lá Tốt Phần Đạt. Và rất vui được gặp tất cả bạn ở clip mới này nha. Và lần cái video lần trước mình đã giới thiệu và cài đặt cái Fire ID nè các bạn, vân tay nè, trên một cái laptop chạy hệ điều hành là Win 11 nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả bạn là mình cài đặt cái vân tay Fire ID trên một cái máy Win 10 nha các bạn. Hệ điều hành là Win 10, đây Win 10 nè. Đó, mời tất cả bạn cùng xem Win 10 Pro nè các bạn. Thì bên đây là mình, con này là con HP 840G5 nha các bạn, màn hình có cảm ứng luôn nè. Đó, màn hình có cảm ứng luôn. Con này giá trong tầm khoảng 10 triệu nha. Đây, và con này là con Dell Latitude 7400 201 nha các bạn. RAM 16 SSD 256, có cảm ứng và xoay gập 360 độ nè các bạn. Đó, 200 201 có thể xoay gập 360 nha các bạn. Rồi, chúng ta hãy cùng tiến hành luôn nha các bạn. Đây. Đây. Chúng ta để cài đặt được cái Fire ID nè, vân tay nè các bạn. Thì chúng ta vào đây, Windows, tiếp tục vào Windows, trên Win 10 cũng vậy ha. Vào cái account, trên là account setting nè các bạn. Rồi sau khi vào đây, chúng ta lại vào cái chìa khóa nè, giống như bên Win 11 các bạn. Nhưng mà chỗ nằm nó khác thôi. Đó, khi sau khi vào đây, chúng ta tạo cái password, cũng giống y hệt như Win 11 thôi. Để tạo được cái Fire ID, vân tay, thì chúng ta phải có password. Đầu tiên phải có password nha các bạn. Đây, 1234 nè. Đó, 1234. Đây, password heal. Đó, chúng ta đã tạo được password rồi nha. Và tiếp tục là chúng ta sẽ tạo cái Fire ID. Setup nha các bạn. Get star nè. Đây các bạn. Xin chào tất cả bạn nha. Mình sẽ để một lúc cho cái vòng tròn nó chạy đi hết nha. Đó, rồi, đã tạo được cái Fire ID, rất là đơn giản nha. Setup mã pin nè. Đây, đánh lại password nha các bạn, máy yêu cầu cái password. Rồi, cái mã pin chúng ta nhấp vào đây và vừa chữ cái vừa cái ký tự luôn ha. Thì mình tạo là từ 1 đến 4 nè. Đây cũng vậy, từ 1 đến 4. Đó, chúng ta đã tạo xong Fire ID ha. Và đây, vân tay. Chúng ta sẽ up nè. Bắt đầu nè. Chúng ta đánh cái mã pin nha. Rồi, chúng ta hãy đặt ngón tay vào cái cảm biến vân tay nha các bạn. Đó. Máy đã nhận diện được cái ngón tay của chúng ta rồi nha. Bấm nét nè. Rồi, tiếp tục nha các bạn. Tiếp tục ở phía ngoài rộng hơn nè. Đó, nó cũng y chang như Win 11 thôi. Nó hỏi là có thêm một cái ngón tay khác hay không. Thì đây mình không thêm nha. Rồi, mình bấm close. Rồi, chúng ta hãy cùng test thử nè. Cho nó slip đi. Rồi, cùng mở lên lại ha. Đây các bạn. Đó, máy nhận diện được mình liền luôn nha các bạn. Rất là nhanh nhạy. Rồi, mình sẽ né cái mặt của mình ra. Và mình sẽ test thử cái cảm biến bên đây nha các bạn. Này mình bấm lộn qua reset. Đáng ra bấm slip cho nhanh nha. Thì ở đây mình sẽ nói sơ qua về cái dòng này các bạn. Ở đây mình đang bán cái máy này mà mình đang test luôn nha các bạn. Đây, cái máy này là 7400 201. Mình có làm cái clip review về con máy này rồi ha. Rất là tiện lợi, mỏng, nhỏ, nhẹ. Các bạn xem về hai cái con máy này, đặc điểm của hai con máy này các bạn xem nè. Đó, tưởng chừng như con này là nó nhỏ hơn nha các bạn, nhưng không phải đâu. Nó cũng là màn hình 14 inch đó các bạn. Và con này cũng là 14 inch, nhưng mà do thiết kế của con này là cái viền nó sẽ phải dày hơn chút, chúng ta nhìn thấy sẽ bự hơn. Đây. Đó. Rồi, chúng ta hãy thử vân tay nè các bạn. Đó, đã vô vân tay. Rất là nhanh và nhạy nha các bạn. Rồi, clip của mình đến đây xin được kết thúc nha các bạn. Và mình xin được nhắc lại một lần nữa là mình đang bán hai dòng laptop này nha. Đây là Dell Latitude 7400 201, giá là tầm khoảng trong khoảng 10 triệu nha các bạn. Đó. Cấu hình là i5 8365U nha các bạn. RAM 16GB SSD 256GB, màn hình 14 inch Full HD IPS, có cảm ứng luôn nha. 201, có thể xoay gập thành máy tính bảng rất là dễ dàng. Rồi, kế bên đây là HP 840G5, EliBook 840G5 nha các bạn. Đây EliBook nè các bạn, đây là dòng cao cấp nha. Đó, và con này là cấu hình là i7 8650U, RAM 8GB SSD 256GB, màn hình cảm ứng luôn nha các bạn, màn hình cảm ứng luôn ha. Đó, rồi, xin chào tất cả bạn và hẹn gặp tất cả ở những clip tiếp theo. Vâng, xin chào.